nhân danh cha và con và thanh thần amen ông bánh em rất thần mến thiên chúa mời gọi mỗi người chúng ta kết hợp với ngài như cây và cành chỉ có sự kết hợp đó mới đem lại cho chúng ta sự sống thần linh giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời chúa tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh gioan khi ấy chúa giêsu nói với các môn đệ thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì ngài chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì ngài cắt tỉa để nó sinh trái nhiều hơn. Các con đã được tinh sạch nhờ lời thầy nói với các con. Các con hãy ở lại trong thầy và thầy ở lại trong các con, cũng như nhành nho không thể tự mình sinh trái được nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy nếu không ở lại trong thầy thầy là cây nho các con là nhành ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy người ấy sẽ sinh nhiều trái vì không có thầy các con không thể làm gì được ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo người ta sẽ thu lại quăng vào lửa cho nó cháy đi nếu các con ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Nơi điều này mà cha thầy được tôn vinh là các con sinh nhiều trái và trở nên môn đệ của thầy. Hãy ở lại trong thầy và thầy ở trong các con. Kính thưa cộng đoàn trong một bối cảnh mà cuộc chia ly tình thầy trò đã gần. Chúng ta đặt mình vào trong tâm tình của Chúa Giêsu lúc này và chúng ta cũng sẽ cảm nhận được tâm tình của các môn đệ khi sắp phải xa lìa tình thầy trò. Thầy sẽ ra đi, các con phải ở lại. Để chúng ta cảm nhận được tâm tình của Chúa Giêsu một tâm tình không chỉ là sẽ có một sự trống vắng nơi thầy cũng như nơi các môn đệ của mình nhưng một tâm tình đó còn mời gọi các tông đồ tiếp tục sứ mạng mà thầy sẽ để lại sứ mạng đó sẽ không khởi đầu sứ mạng đó cũng sẽ không hoàn tất nếu không có sự kết hợp với thầy của mình. Chúa Giêsu đã đưa ra một hình ảnh sống động và gần gũi. Như cành nho kết hợp với thân nho. Nếu cành kết hợp với thân thì sẽ sinh hoa kết trái. Còn ngành nào lìa thân cây thì sẽ bị khô héo, bị ném ra ngoài và sẽ bị đốt đi hình ảnh thực tế, hình ảnh sống động và hình ảnh gần gũi với mỗi con người và đặc biệt với các tông đồ là những môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ra đi và ngài mời gọi các tông đồ mang mặc lấy tâm tình của ngài. Mời gọi các tông đồ tiếp tục sứ mạng của Ngài nơi trần gian là đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Sư mạng mà Ngài đã lãnh từ cha, như thầy ở trong cha và các con ở trong thầy. Nếu không có thầy, các con sẽ không làm gì được. Nếu không có thầy thì tất cả những sứ mạng mà thầy trao gửi lại cho các con sẽ trở nên nhưng không. Chúa Giêsu đã thấu hiểu được con người. Chúa Giêsu đã cảm nhận được sự yếu đuối ở nơi các môn đệ là những môn sinh của mình. Và Ngài cũng đã cảm nhận được cái sự yếu đuối. Để rồi nếu vắng bóng ngài thì các tông đồ và những môn sinh của ngài sẽ không làm được gì cả. Vì vậy, trong lúc này đây tâm tình trào dâng, ngài mời gọi các môn đệ phải tiếp tục và phải ở lại trong ngài vì sứ mạng sau này của các tông đồ đầy dẫy những khó khăn, đầy dẫy những cám dỗ, đầy dẫy những thử thách. Công việc tông đồ Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ chỉ được hoàn tất khi các ngài tiếp tục ở lại, tiếp tục gắn bó, tiếp tục kết hợp mật thiết như cây và cành không thể tách lìa nhau kính thưa quý ông bà anh chị em sứ mạng mà Chúa Giêsu để lại cho các tông đồ lời mời gọi mà ngài kêu gọi các tông đồ cũng là sứ mạng ngày hôm nay Thiên Chúa đang mong mỏi ở nơi mỗi người chúng ta tâm tình thao thức ngài đặt vào nơi các tông đồ cũng là tâm tình đó ngày hôm nay ngài đang kêu gọi mỗi người chúng ta kêu gọi tôi kêu gọi ông bà anh chị em kêu gọi tất cả chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của ngài hãy ở lại trong ngài hãy kết hợp mật thiết với ngài để rồi chính sứ mạng đó để rồi chính tâm tình đó sẽ được đón nhận và sẽ được triển nở ở nơi những ai đích thực muốn làm môn đệ của Chúa Giêsu người môn đệ của Chúa Giêsu, người tông đồ trước hết phải là người mang mặc lấy được tâm tình của Chúa. Là người phải cảm nhận được cái nỗi thao thức của Ngài, phải cảm nhận được sự khao khát mong mỏi của Ngài. Và Ngài cũng biết rõ. Mỗi một người chúng ta ngày hôm nay chúng ta đang đứng trước một thách đố thực sự Thế rồi lời mà Ngài mong mỏi, nỗi khao khát của Ngài hãy ở lại trong Ngài. Ngày hôm nay chúng ta có lắng nghe được không? Ngày hôm nay đây chúng ta có cảm thấu được không? Ngày hôm nay chúng ta có ý thức được rằng muốn trở nên tông đồ, muốn tiếp tục công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu chúng ta trước hết phải ở lại với Chúa. Phải có một sự gắn bó thực sự như Ngài đã nói với chúng ta như cành cây gắn liền với thân cây. Cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta không được ngưng nghỉ, không được phép ra khỏi Đức Kitô. Phải nói lên được như là Thánh Phaolô, tôi sống mà không phải là tôi sống mà là Đức Kitô đang sống ở trong tôi. Đó chính là cái hồn tông đồ. Đó chính là cái sứ mạng mà hôm nay đây mỗi người chúng ta đang tiếp tục. Trên hành trình của chúng ta, hành trình dương thế ngày hôm nay đầy dậy những cám dỗ Như là cái cây, bình thường chúng ta thấy rằng bên ngoài nó vẫn là gắn liền, cành cây vẫn gắn liền với thân cây. Thế nhưng biết bao nhiêu những thứ sâu bọ đang bao phủ lấy những cái cảnh đỏ mà dường như không nhận ra. Quá, quá nhiều thứ căm dỗ như là những lớp sâu bọ đang rúc rỉa, đang đục đẽo, đang khoét cái thân cây này hầu làm cho nó phải tách lìa cái cành ra khỏi thân cây. Mỗi người chúng ta cần ý thức điều đó để rồi từng ngày từng ngày trong cuộc sống chúng ta chạy đến với Chúa nhiều hơn. Chúng ta bám lấy Ngài chặt chẽ hơn Chúng ta phải sống gắn bó khăng khít với Ngài Như là thân cảnh gắn liền với thân Để rồi sức mạnh của chúng ta Khôn ngoan của chúng ta Can đảm của chúng ta Lòng đạo của chúng ta phải là kín múc Ở nơi Đức Kitô Chứ không thể kín múc được Ở nơi đầu khác Thánh Phao Lô cũng đã từng nói rằng người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, người Hy Lạp thì đòi hỏi sự khôn ngoan nhưng chúng tôi lại rao giảng một đức Kitô chịu đóng đinh thập giá đức Kitô phải là tất cả đức Kitô khởi đầu và cũng là cùng đích đức Kitô là tất cả hành trang là phương tiện để rồi chúng ta đạt được ngài Chứ gì bài tin mừng hôm nay một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta trước hết chúng ta hãy nhìn lại cái sự liên đới giữa chúng ta với đức Kitô. Tô và điều gì có thể làm tách lìa chúng ta ra và hồn tốc đồ của chúng ta bị gián đoạn? Chúng ta phải nhận ra để rồi mau tiếp tục gạt bỏ ra và lại tiếp tục nối gắn, gắn bó với Ngài mỗi ngày một hơn. Khi mà cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay nhiều thứ làm cho chúng ta quên Chúa. Khi chúng ta mãi mê tìm kiếm những sự trần đời, thời gian chúng ta quá nhiều để cho tiền bạc vật chất danh vọng đam mê và che lấn không còn chỗ để chúng ta gặp gỡ chúa không còn thời gian để chúng ta đối diện với chúa để chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của ngài để chúng ta cảm nhận được sự mong mỏi sự khao khát của ngài thì làm sao chúng ta có thể có hồn sống làm sao chúng ta có thể có hồn tông đồ? Ước mong rằng nỗi thao thức của Chúa Kitô mà chúng ta vừa mới nghe Thánh Doan thuật lại đi sâu vào trong tâm hồn để chúng ta có những giây phút chúng ta cảm nhận rằng lời mời gọi của Chúa hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở trong cha và các con ở trong Thầy. Chúng ta có ý thức chưa? Và một khi đã ý thức chúng ta ở lại với Chúa, chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận ra được Chúa muốn chúng ta làm gì. Vì chúng ta có liên đới, chúng ta có cái sự gần gũi của Chúa, thì chúng ta cũng sẽ thưa lên với Chúa được rằng lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì. Và chúng ta đã lắng nghe được tiếng của Chúa, thì chúng ta sẽ sẵn sàng làm những gì Chúa muốn, thành công hay thất bại, tất cả đều bởi Chúa đều do chúa và nhờ ơn chúa chúng ta luôn luôn bình an chúng ta luôn luôn can đảm chúng ta luôn mạnh mẽ tin tưởng và tiến bước ra đi ước mong rằng hôm nay đây lời của chúa như một lời nhắc nhở và một lời mời gọi tất cả chúng ta để chúng ta cùng cảm nhận để chúng ta cùng ý thức rằng chúng ta có ở lại trong chúa chứ Xin mẹ Maria luôn luôn đồng hành Xin mẹ Maria, xin Thánh Giuse luôn luôn cầu bầu cho chúng ta Để mỗi người chúng ta có cái sự kết hợp với con của mẹ Là Giêsu Kitô, Chúa chúng ta nhờ ơn của Chúa Chúng ta sẽ luôn luôn trở nên những người con của Chúa Và nhờ ơn Chúa chúng ta trở nên những vị tông đồ thực sự Là những người tiếp tục công việc cứu độ của Chúa Những người đem ơn Chúa đến cho các linh